Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang số 9. Đề bài như sau: em hãy kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết sinh vật trong tự nhiên, sách giáo khoa trang số 7. Các em có thể dễ dàng lấy được các ví dụ, vì sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng về số lượng và thành phần loài, về môi trường sống, về tập tính, cũng như là vai trò của chúng trong tự nhiên. Trên cơ thể người thì các em có thể lấy một số các loại vi khuẩn hay là ký sinh gây bệnh trên người. Cô và các em cùng đi vào lời giải chi tiết. Cô có thể đưa ra một số các ví dụ về các sinh vật trong tự nhiên cũng như là nơi sống của chúng như sau. Thứ nhất là con mèo sống ở trên cạn. Thứ hai là cá chép sống ở dưới nước. Thứ ba là con ghẻ sống ở trên cơ thể người và gây bệnh ghẻ. Thứ tư là con cá thu sống ở dưới nước. Thứ năm là giun đũa sống trong cơ thể người. Thứ sáu là con gà sống ở trên cạn. Thứ bảy là con tôm sống ở dưới nước. Thứ tám là con lợn sống trên cạn. Thứ chín là cá voi sống ở dưới nước. Thứ mười là con trấy sống trên cơ thể người. 11 là cá cảnh sống ở dưới nước. 12 là chim đà điểu sống ở trên cạn. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang số 9.